Hôm nay mình vừa về cái nụ hoa tam thất mới đây thì phải đóng gói để gửi đi luôn Thì mỗi một gói như thế này mình sẽ đóng năm lạng Hiện tại thì cái loại ngon nhất là loại có cuống và màu xanh như thế này Có giá là 700.000 đồng một cân và mỗi một cân sẽ gồm hai gói Thì khi mà mọi người chọn cái nụ hoa tam thất sẽ Chúng ta sẽ cần chọn cái loại nụ nó màu xanh như thế này thì nó sẽ mới Còn những cái loại nụ vàng thì nó cái thời gian của nó để khá là lâu rồi thì chúng ta cũng không nên chọn Nụ cái khi mà mình gửi nó sẽ hệt như thế này À, mình quay thực tế luôn thì là 700 000 đồng một cân loại một pha uống nước uống nó đậm và cái này chủ yếu là giúp chúng ta dễ ngủ hơn và hạ huyết áp nó làm bổ máu Đó. thì cái này chúng ta hãm như hãm nước bình thường thôi cái này thì uh, người già trẻ con chúng ta đều có thể uống được hết và nhất là những người cao tuổi ấy. Cái người cao tuổi mà ví dụ như cái huyết áp của nó cao ấy, chúng ta rất nên uống thì cái số điện thoại mình có để trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook thì mọi người có thể nhắn tin